Rồi, Long Cơ Đức Châu cũng đang chào tất cả các bác nhé. Nay em mới chuyển kho mới chuyển kho đang làm đây thì về được khu Buta nha các bác nhé. Nay về tạm được ít này thì về mấy ngày nữa đó, mà ngày nào cũng về hàng các bác ạ. Cái năm này về người ta thì mua đào, mua cuốt, mình đây thì đi mua máy, mua máy về chơi Tết nha. Máy nhiều, Kubota một rừng luôn còn nhé. Còn máy hệ không? Còn hàng hệ không? Từ 155 đến 160 TA6, số đảo chiều xuôi ngược này, TA800 này, mấy trăm này, TA500, TA9, T1100, T7, nhiều lắm, T160, một rừng luôn nha bà con nhé, một rừng luôn, T7, TG800 này bà con này, TG800, đẹp, rồi TA9 cốt nhiều, TA9 như dàn sới của nó là dàn sới cốt nhiều, này đang kéo bộ ép luống. Sở hữu tạt này đa chức năng TA9 đẹp lắm, xuất sắc này. TG620 rồi có con Kubota T1 TA1050 TA1050 em sẽ cho em quay cho bà con xem video ngắn ngắn này, ngày mai về tiếp thì em lại quay tiếp cho bà con xem. T155-60 TA6 T155 rất nhiều rồi nha bà con nhé. T140 hàng bao đẹp rồi. Động cơ COSV, COSV ép luôn. Đây kéo thằng máy này nó ép luôn. Vít con này chắc chỉ thấy trên mạng nhiều thôi. Trên mấy cái kia hàng này chưa về làm được bao nhiêu đâu. Và con này mà lấy cái này thì về rồi. Hôm kia này thì mình sẽ quay video cho bà con xem nhé. Bất công tác này con này vẫn còn nổ luôn này. Còn nổ nữa con nhé, nó vẫn nổ. À, nói chung là hôm nay là ngày 28, ngày 28 tháng 12 rồi. 28 tháng 1 thì nó là ngày 18 tháng riêng rồi, 18 tháng chạp rồi, gần Tết rồi. Đưa máy về để ăn Tết. À, công trình ở đây thì cũng đang còn rất là dở dang mà con. Không biết là gì ra, chưa xong được. Bây giờ làm cái này máy nào thì báo anh em nhé. Hôm nay là tiếp tục về đi lên video tiếp là con xem nhé. Con này 11 ngựa, 11,3 ngựa, NH340. Con này là số đảo chiều xuôi ngược, số đảo chiều xuôi ngược xây được từ 100. 10 ngựa. TA7 T80 TA7 nữa. Toàn số đảo chiều xuôi ngược hết bà con nhé. Tạt mía, vun ngô bắp quay đậu gì đó. Rất nhiều luôn. Bà con xem ở ưng dòng này báo bên em nhé. Bọn em ngày mai lại tiếp tục về hàng, lại quay tiếp và có thêm số lượng rất nhiều luôn nhé, 3 ngàn luôn.